Luyến tâm sự với Lưu về cuộc đời mình. Lưu nhân cơ hội này gạ Luyến, cả hai cùng tiến thêm một bước trong chuyện tình cảm. Vừa dứt được mối quan hệ với bà Tình, nghệ sĩ ưu tú Thanh Quý thì Luyến, Thanh Hương lại phải đối mặt với thằng em trai báo đời là Bát, Tuấn Anh. Bát ở quê chẳng có công ăn việc làm gì nay, giờ chứng lên thành phố tìm gặp chị gái để ăn bám. Luyến nghĩ đủ mọi cách để cắt đuôi Bát, nhưng chắc chắn Bát sẽ không buông tha cho cô. Chán nản về số phận của mình, Luyến tâm sự với Lưu, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải rằng cô vất vả bao năm qua cũng chỉ mong có ngày được sống yên ổn, nhưng đến khi yên ổn lại chẳng vui chút nào. Lòng cứ nặng trĩu như có tảng đá đè vào. Lưu thắc mắc, do bà hay do thằng em trai của cô mà làm cho lòng Luyến phải nặng trĩu như thế? Luyến chưa kịp trả lời, Lưu lại bông đùa tất cả là do cô đơn mà ra. Nhân cơ hội này, Lưu ghé sát Luyến thả thính, hay là hai đứa dấn lên một tí có khi lại đỡ cô đơn. Đúng lúc Lưu và Luyến đang tâm tình thì Bình, Minh Cúc lại tới tìm Lưu. Bình đứng bên ngoài nghe lỏm cuộc nói chuyện của hai người. Vốn thích Lưu từ lâu nên chắc chắn Bình sẽ không để yên cho Lưu và Luyến có cơ hội tiến triển mối quan hệ giữa hai người. Lưu chỉ trêu đùa hay đang thật lòng với Luyến? Luyến sẽ phản ứng ra sao trước lời gạ gẫm của Lưu? Bình sẽ cắt ngang cuộc tâm tình của Lưu và Luyến.